Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Airbus Channel, Minh Thông Review và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi giải đáp này trên kênh Airbus Channel của mình. Ok, trước khi đến với số hỏi đáp, nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đã có nhu cầu muốn mua cho mình tất cả những dòng iPhone, hàng VNA mình đảm bảo là tốt nhất thị trường hay là iPhone hàng lướt với một cái mức giá cực kỳ thơm thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả của video này nhé. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi. Ok, câu hỏi đầu tiên thì đến từ bạn có tên là Lộc Trường. iPhone SE 2022 64GB cũ giá tầm 4.9 triệu có ổn không ạ? Em định mua về sử dụng với những tác vụ thông thường, lâu lâu thì chơi game một tí. Về thay pin màn hình nhỏ thì nó không quan trọng lắm đối với em, là quen dùng điện thoại nhỏ rồi. Chúc anh sức khỏe. Thì mình thấy rằng là nếu như thực sự nhé, nếu bạn được tìm được một cái deal con iPhone SE 2020 mà với mức giá khoảng tầm là 5 triệu như bạn nói, 4.9-5 triệu như bạn nói, thì đây sẽ là một cái mức giá thơm. Và con iPhone SE này thì nó đáp ứng quá tốt cái nhu cầu sử dụng của một người dùng cơ bản, và đặc biệt là những bạn mà đang làm cần tìm một chiếc máy chính, kiểu là mình đang cần tìm một chiếc máy để nghe gọi, để kết nối với mọi người mà không quan tâm lắm đến một cái kích thước màn hình quá lớn này, hay không quan tâm lắm đến những cái thứ hay ho, ví dụ như là chơi game này nọ chẳng hạn, thì thực sự con iPhone SE 2020 mình thấy nó còn xứng đáng mua hơn cả con SE 3 2022. Lý do: thiết kế con này vẫn là 4.7 inch, màn hình thì tương tự iPhone 8, vẫn đủ dùng rồi đúng không? Đó, mà căn bản á, là con iPhone SE 2020 thì nó đã có hiệu năng quá tốt rồi. Có chip Apple A13, rồi nó cũng có 3GB RAM. Rồi căn bản, một cái mà quan trọng nhất này là update phần mềm của nó vẫn hết sức lâu dài. Và thêm một cái nữa là con iPhone SE này nó có tính năng 2 SIM. Nếu mà em mua iPhone 8 thì chắc chắn không có 2 SIM. Đó, mà chỉ có iPhone SE 2 trở lên mới có 2 SIM thôi. Thì nếu bạn cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn, giá rẻ mà còn có 2 SIM, update lâu dài, dùng ổn định, thực sự là con iPhone SE 2020 nó thơm. Nhưng mà hãy cẩn thận nhé, vì với mức giá 4.9 triệu này thì mình nghĩ rằng là đây là một mức giá nó hơi bị hời quá. Mình cũng không hiểu tại sao người ta bán giá rẻ như vậy. Nhưng mà mình có tham khảo giá ở một vài cửa hàng bán hàng lướt nhé, thì nó đang dao động khoảng tầm là 6 đến 7 triệu hơn, thậm chí là 7 triệu mấy. Thì mình nghĩ rằng là với mức giá 4.9 triệu như vậy thì có thể là có vấn đề. Có thể là đây là một chiếc máy hàng lốc, có thể là đây là một chiếc máy bị mất vân tay, hoặc là một vấn đề gì đó. Thì các bạn nên test thật là kỹ. Và mình thấy rằng là hiện tại ở rất là nhiều kênh, kể cả là Chợ Tốt, có rất là nhiều những ông anh mà treo đầu dê bán thịt chó, bán máy lốc mà kiểu như là bùa phép nó lên quốc tế đấy. Thì các bạn cũng nên cẩn thận, tại vì giá 4.9 triệu thì chỉ có thể là giá máy lốc thôi, còn máy quốc tế thì nó luôn luôn phải tầm 7 triệu. Đó, thế đó là chia sẻ thẳng thắn của mình. Thì nếu như mà bạn thực sự nhé, với mức giá khoảng tầm 4.9 triệu mà bạn mua được một con quốc tế mà một cửa hàng uy tín, thì thực sự đây là một cái mức giá thơm, nên mua. Và ok, đến với câu hỏi tiếp theo, bạn có tên là Thanh Bình. Dimensity 800U với Helio G96 con nào ngon hơn ạ? Với câu hỏi của bạn Thanh Bình thì rõ ràng là con Dimensity 800 nó sẽ ngon hơn hẳn con Helio G96 rồi. Nó ngon hơn ở điểm là hiệu năng của nó, mình đánh giá rằng nó nhỉnh hơn so với G96, khả năng tối hóa game của nó cũng nhỉnh hơn so với G96. Nó ngon hơn điểm là nó mát hơn G96, và nó ngon hơn một cái điểm nữa là nó hỗ trợ 5G, còn G96 thì không. Nên là kèo này thì mình sẽ nghiêng hẳn về Dimensity 800U. Và con Dimensity 800U này có xuất hiện trên một vài dòng điện thoại hàng chính hãng, có mức giá khoảng tầm từ 8 đến 12 triệu đó. Còn hàng sách tay thì sẽ xuất hiện trên một vài con máy có tầm giá từ 4 cho đến 5 triệu đó, thì bạn có thể là nên cân nhắc. Còn G96 thì đang xuất hiện trên những con máy có tầm tiền từ 4 cho đến là 8 triệu hàng chính hãng. Vinh Vinh có hỏi mình là: anh ơi, dưới 3 triệu 9 hàng chính hãng có 128GB chơi game tốt không anh? Nếu mà bạn thực sự là chỉ có khoảng tầm là 3 triệu 9 thôi mà bạn bắt buộc là phải mua hàng chính hãng, thì chỉ có con duy nhất là con Redmi 10C. Con Redmi 10C có phiên bản 4128 thì phải, mình nhớ không nhầm là vậy. Nhưng thực sự mình khuyên bạn là đừng có khe lắm đến cái 128GB đó. Tại vì sao? Tại vì nhá, bây giờ bạn mua con Redmi Note 11 Sun Sale đi, mức giá khoảng tầm thêm 100.000, mức giá khoảng tầm 4 triệu. Đó, thì con đấy chỉ có là 64GB bên trong đúng không? Nhưng mà tất cả những con điện thoại hàng gọi là giá rẻ trong tầm này thì đều có mở rộng thẻ nhớ. Nên là các bạn chỉ việc mua một chiếc máy về dùng khoảng tầm vài tháng, lúc đấy thì mình cũng đã góp được một số tiền nhỏ nhỏ rồi đúng không? Mình mua thêm một cái thẻ nhớ 64GB hoặc mua thêm một cái thẻ nhớ 128GB, tất cả sẽ được giải quyết và chúng ta đáp ứng được nhiều cái nhu cầu hơn so với mua một con điện thoại mà giá tầm đó đổ về mà bộ nhớ trong cao. Tại vì khi mà một chiếc điện thoại giá rẻ bộ nhớ trong cao thì nó sẽ
đánh đổi ở cái việc là chúng ta sẽ mất nhiều thứ hơn, ví dụ như màn hình, ví dụ như là camera các kiểu, thì mình khuyên là có thể là chấp nhận mua bộ nhớ 64GB, sau đó có tiền thì nâng cấp thành nhớ 64GB sau đó, như vậy thì sẽ ổn áp. Đó là chia sẻ của mình thôi, còn nếu mà bạn vẫn muốn mua thì trong tầm đó có con Redmi 10C nhé. Crash 17 Pro có hỏi mình là em có 60K mua quạt tản nhiệt không dây nào. Mua quạt tản nhiệt ấy, thì có hai dạng, một là quạt tản nhiệt gió khí các bạn, nó sẽ quạt và thổi trực tiếp vào cái mặt lưng, hai là quạt tản nhiệt sò lạnh. Thì cái mà hiệu quả nhất, tối ưu nhất đó chính là quạt tản nhiệt sò lạnh, vì nó sẽ làm lạnh ngay lập tức và nó làm lạnh cực kỳ sâu, nhiệt độ có thể xuống khoảng tầm mười mấy độ, như vậy thì nó sẽ búp nhiệt ra con máy một cách tốt hơn. Còn quạt tản nhiệt quạt thông thường, tản nhiệt khí thông thường, thì cái hiệu quả làm lạnh của nó chỉ khoảng tầm là giảm được 4-5 độ thôi, nó không phải là quá nhiều đó. Nên là nếu mà bạn muốn làm lạnh tối ưu thì nên mua quạt tản nhiệt sò lạnh, và mức giá của quạt tản nhiệt sò lạnh thì nó loanh quanh khoảng tầm trên 200K hoặc là tầm đó. Đó, thì có thể là mua được quạt tản nhiệt sò lạnh. Còn mà muốn mua tản nhiệt khí ấy, thì cùng loanh quanh khoảng tầm mấy chục nghìn là có rồi. Nhưng lưu ý rằng những con tản nhiệt như vậy nó sẽ không có tính năng không dây. Tại vì sao? Tản nhiệt khí mà nếu mà có tính năng không dây là tính năng mà có tích hợp pin bên trong ấy, thì mức giá của nó cũng phải khoảng tầm là 200K rồi. Đó, và đương nhiên là với mức giá 60K thì đương nhiên bạn chỉ có thể mua được những quạt tản nhiệt có dây thôi. Nếu mà bạn cần mình review thì mình sẽ làm một cái review về con quạt tản nhiệt mà vài chục nghìn cho các bạn xem. Ok, Mr. Đậu có hỏi mình là anh ơi, tư vấn một mình con điện thoại Samsung màn hình đẹp, pin 5K trở lên, camera tốt như Galaxy S10 Plus mà giá khoảng tầm 10 triệu đổ lại với. Xin cảm ơn. Với câu hỏi của bạn Mr. Đậu ấy, thì thực sự là nếu như mà bạn cần tư vấn một con máy khoảng tầm 10 triệu mà đáp ứng được những cái nhu cầu như vậy thì mình nghĩ rằng là bạn nên cân nhắc những dòng điện thoại Samsung lướt. Tại vì nếu mà Samsung mới ấy, thì khá là khó để có thể là kiếm được con máy mà đáp ứng được cái nhu cầu của bạn. Nếu mà bạn mua con Samsung hàng lướt thì bạn phải cân nhắc con Samsung Galaxy S20 Plus. Con Samsung Galaxy S20 Plus ấy, thì mình thấy hiện tại mức giá của phiên bản hàng sách tay Nhật và sách tay Mỹ nó đang rơi vào khoảng tầm là 9 cho đến là 11 triệu tùy vào cái độ mới và cũng như là tùy vào phiên bản sách tay thị trường nào. Nếu như mà bản Nhật thì nó rẻ, còn bản Mỹ thì nó cao hơn một tí xíu. Và với con Samsung Galaxy S20 Plus thì đương nhiên camera của nó phải hơn S10 rồi. Với con Samsung Galaxy S20 Plus thì thời lượng pin của nó không đạt 5000 mAh nhưng mà vẫn quá thoải mái để cho các bạn dùng. Rồi nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là trải nghiệm tốt này, mượt mà này, và đặc biệt là nó có 120Hz. Còn nếu như mà tầm 10 triệu bạn không muốn mua hàng sách tay thì có thể cân nhắc con Samsung Galaxy A53. Mình thấy khả năng chụp ảnh của nó vẫn tốt, thời lượng pin của nó trâu, lại có sạc nhanh như thường, có luôn cả kháng nước. Nhưng mà mỗi tội là con máy không cao cấp bằng so với dòng S của nhà Samsung, và cũng như là không có camera xịn sò hẳn như là Galaxy S20 Plus. Thế nên là kèo này mà nếu mà được chọn giữa A53 với cả là S20 Plus ấy, thì mình vẫn nghiêng về cái lựa chọn Galaxy S20 Plus hơn. Excel98 có hỏi mình là anh Hùng ơi, tầm 4 triệu nên mua Bphone A40 Technopova 2, ít chơi game, lâu lâu vào làm vài ván tốc chiến, em hay cài Netflix, cần loa tốt, pin khỏe. Dừng, 4 triệu thì đừng có mua hai con này. Và cần loa tốt, pin khỏe thôi thì bạn nên cân nhắc còn Redmi Note 11. Redmi Note 11 thì săn sale như mình đã nói rồi, là loanh quanh là 4 triệu 1, 4 triệu 2 là căng. Thực sự là nếu bạn căn sale nhé, đợt trước mình thấy nó còn sale xuống khoảng 3 triệu 9. Quá thơm, mà con đấy phục vụ cho mình nhu cầu cài Netflix rất tốt, màn hình AMOLED đẹp nhất tầm giá, loa tốt, loa kép luôn, nghe stereo nó phải khác chứ. Đó, pin tốt 5000 mAh là đủ rồi, không cần phải 6-7000 làm gì. Tại vì căn bản là một ngày bạn cài phim cùng 4-5 tiếng, và con này nó có thể dùng được khoảng tầm 6 đến khoảng tầm 7 tiếng hơn, quá đủ đúng không? Còn con Bphone A40 màn hình của nó không đẹp, nó không có tần số quét màn hình cao. Còn con Technopova 2 màn hình của nó cũng xấu và loa của nó nghe cực kỳ chán. Technopova 2 nó chỉ có một loa duy nhất ở phía trước thôi, nên là trải nghiệm thì không được ngon cho lắm. Nên là kèo này thì mình vẫn recommend bạn mua Redmi Note 11, nó sẽ đỉnh hơn. Derby có hỏi mình là em cần một con điện thoại pin trâu, độ mượt vừa đủ, màn hình càng to càng tốt, để chạy xe ôm công nghệ Gojek Grab, càng rẻ càng tốt, mong anh tư vấn ạ. Nếu mà cần điện thoại pin trâu, độ mượt vừa đủ, màn to càng tốt thì thôi, nghe tới đây là con Technopova 2 nó sinh ra dành cho bạn rồi. Màn quá to, 6.9 inch, bây giờ mà bạn nhảy đơn một cái, nhìn lên một phát là biết ngay địa chỉ, biết ngay thông tin khách hàng liền. Rồi thời lượng pin 7000 mAh thì quá đủ để bạn có thể chạy Gojek, chạy Grab, chạy Bi trong một ngày đó. Rồi thêm một cái nữa là hiệu năng của nó, Helio G85 thì cũng gọi là vừa đủ,
đáp ứng những cái nhu cầu, ví dụ như là vừa đa nhiệm Google Maps này, rồi vào Bi, vào Gojek, vào Grab các kiểu thoải mái luôn. Nên là kèo này mà đẻ ra để cho những anh em SEO công nghệ thì chắc chắn chỉ có là Technopova 2 thôi. Ok, Huyền Nguyên có hỏi mình là 7 triệu xuống có máy nào chơi game tốt, PUBG, Genshin Impact, chơi ngon không giật hả anh? Không thật các bạn, Genshin Impact thì máy nào chơi chả giật, 20-30 triệu còn chơi giật thì chỉ nói là 7 triệu. Nhưng mà muốn tối ưu nhất thì các bạn cứ quất cho mình mấy con mà có con chip Snapdragon 865, hoặc quất cho mình mấy con mà có con chip Dimensity 1200. Ví dụ như là con Realme City Neo là một cái ví dụ mà mình thấy là hợp lý này. Rồi con K40 Gaming cũng là hợp lý này. Rồi tầm đó bạn mua những con như là LG V60, ThinQ 865 cũng hợp lý này. Tầm đó bạn kiếm mà mua được con OnePlus 8, con chip Snapdragon 865 cũng hợp lý luôn. Đó là bốn con máy mà và cực kỳ tối ưu cho bạn. Hay như mình nói nhé, nhớ với những lời mình nói nhé, ưu tiên những con máy 865 và ưu tiên những con máy Dimensity 1200 trở lên. Đó là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi gì đáp đấy lần này của mình. Vậy thì các bạn nghĩ sao về những câu trả lời, nó sai ở chỗ nào hoặc là chưa đúng ở chỗ nào đó, thì các bạn đừng quên comment và để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em.